Vâng, Trung Úy TV xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay rất vui được gặp lại các bạn và cũng được rất nhiều các bạn hỏi là hiện nay thì bộ đội có nhập ngũ này, các đồng chí học viên trong quân đội này là các đồng chí chiến sĩ nghĩa vụ thì có được sử dụng điện thoại hay không? Và nếu không được sử dụng thì phải làm thế nào? Mà đây là một cái câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi và bây giờ tôi luôn trả lời luôn. Đấy là được sử dụng điện thoại di động và cũng có trường hợp là không được sử dụng điện thoại di động. Đối với các đồng chí học viên hay các đồng chí chiến sĩ nghĩa vụ tùy từng trường, tùy từng đơn vị, riêng tất cả các đồng chí là chiến sĩ nghĩa vụ thì cơ bản 100% tất cả các doanh trại trong quân đội nhân dân Việt Nam đều cấm sử dụng điện thoại cá nhân. Tuy nhiên là một số đơn vị sẽ tạo điều kiện nhất định, ví dụ như có điện thoại dùng chung để các đồng chí gọi điện về nhà này, để các đồng chí được hỏi thăm người yêu, hỏi thăm gia đình. Đấy là những cái mà rất là thiết thực, hoặc là mỗi khẩu đội, mỗi tiểu đội, mỗi trung đội có một cái điện thoại riêng mua để các ông chí cứ có thời gian cuối tuần gọi, hoặc là mỗi tối các ông chí có thời gian thì gọi về nhà. Đấy là để như thế, tức là vừa điện thoại cá nhân để dùng mà trộm thì không được, nhưng mà được dùng công khai là như thế. Thì tiếp theo là đối với các đồng chí nếu là học học viên trong các trường đại học quân đội thì có được sử dụng hay không, thì hiện nay là nhiều trường đại học quân sự đã cho phép sử dụng điện thoại di động. Đây là một điều mà tôi như bạn bè tôi đã có rất nhiều đồng chí là tâm sự với tôi như thế, và tôi cũng đã chứng kiến như thế. Đối với những trường quân sự, đại học quân sự đấy, học học viện quân sự cho phép sử dụng điện thoại di động như sau, một số trường như sau. Thứ nhất đấy là trường học viện quân y đấy. Đối với trường học viện quân y ở đây thì học viện quân y ấy, thì là một liên quan đến một ngành nghề bác sĩ của quân đội, nghiên cứu rất nhiều, học tập nghiên rất nhiều, và một chế độ cũng không quá mức mà nhiều nền chế độ như các trường chỉ huy hay các trường chính trị khác. Cho nên là việc sử dụng điện thoại di động cấp trên là không bao giờ nói cho các đồng chí sử dụng, tuy nhiên là vẫn tạo điều kiện hết mức để các đồng chí có thể có thời gian để tìm tòi học hỏi qua di động, cũng như là nghiên cứu, cũng như là trao đổi nội dung với thầy cô với nhau về học viện quân y. Trường thứ hai đấy là trường học viện kỹ thuật quân sự. Học viện kỹ thuật quân sự nó là một trường đào tạo về chuyên ngành kỹ thuật cho quân đội Việt Nam, là một ngành để đào tạo ra các kỹ sư tương lai, những người mà sáng chế ra vũ khí, thuốc nổ, vân vân và vân vân, hay các ngành xây dựng quân đội. Thì học viện kỹ thuật quân sự là một ngành mà hiện nay đang cho phép sử dụng điện thoại di động. Ví dụ học viện kỹ thuật quân sự ở đường Hoàng Quốc Việt đấy, cơ sở miền Bắc đấy, thì học sinh học viên ở đây rất là thoải mái nhé, rất thoải mái, cực kỳ thoải mái. Đấy là về học viện quân sự. Trường thứ hai. Trường thứ ba là gì ạ? Trường thứ ba là trường sĩ quan lục quân 2. Trường này thì ở Đồng Nai, và hiện nay thì học viên đây là được phép sử dụng điện thoại di động nhé. Hiệu trưởng đã cho để các đồng chí là có thời gian để trao đổi cũng như là nghiên cứu nhiều hơn, bởi vì điện thoại di động hiện nay là một trong những vật dụng mà không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay. Và cái thứ trường thứ tư là các hệ đào tạo liên kết với dân sự. Ví dụ như một số trường mà chưa có cái ngành nghề đào tạo trong quân đội không đào tạo được ấy, hoặc là phải liên kết với công an này, hoặc là như là học viện kỹ thuật Bật Mã này, hoặc là các trường liên kết với dân sự, thì học viên đương nhiên là không không cấm sử dụng điện thoại động, bởi vì là liên quan đến trao đổi nhiều nội dung đấy. Đây là bốn trường mà tôi được biết là được phép sử dụng điện động một cách thoải mái đấy. Tuy nhiên là cấm tuyệt đối những trường hợp nào mà đăng những thông tin xấu độc, những thông tin phản động, những thông tin quân sự, bí mật quân sự lên mạng thì sẽ bị xử lý. Vậy còn lại những trường nào mà cấm, hoặc là những trường nào mà cấm nhiều hơn, ít hơn, thì các bạn chú ý như sau. Hiện nay các trường đơn vị cấm như sau: trường sĩ quan chính trị và trường lục quân 1 là những trường mà có thể nói là cấm rất là gay gắt, đặc biệt là sĩ quan chính trị nha. Sĩ quan chính trị là một trường mà tôi thấy là rất là nghiêm, một số người mà sáng bị kỷ luật rồi chiều có thể là cho ra quân đuổi học luôn. Chứ trường sĩ quan chị, trường sĩ quan lục quân 1 là một trường mà hiệu trưởng đồng chí Đỗ Viết Toản đúng không, là một người rất là giỏi và rất là nguyên tắc đấy, nên là đào tạo rất là tốt, rất rất tốt. Hai trường đầu đầu ngành của Việt Nam nay rất tốt. Ngoài ra các đơn vị trong toàn quân thì cấm hoàn toàn sử dụng điện thoại di động cá nhân nhé. Còn nữa, các có điện thoại dùng chung thì không sao. Và các trường đại học quân sự còn lại thì mức độ cấm có sự
dao động, tuy nhiên là đều cấm. Như vậy qua đây muốn chia sẻ các ông đồng chí, và rất nhiều đồng chí là hỏi tôi là có được sử dụng hay không, thì tôi đã trả lời các ông chí như thế. Và video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn và chỉ ra một số mẹo vặt mà thực tế thì những đồng chí nào mà sử dụng điện thoại di động đã gặp phải. Và ví dụ trước mắt tôi đây là cái điện thoại di động mà đã bị vỡ này, màn hình này. Đấy, vỡ này, vỡ rồi. Cái này tôi sử dụng được 5 năm, được đúng 5 năm này các bạn này. Cái thời học viên của tôi. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chỉ ra những cái trường hợp mà cất giấu điện thoại đâu và bị phát hiện như thế nào và tác hại điện thoại di động. Đấy, để giới thiệu tất cả các bạn. Qua video này muốn chia sẻ tất cả các bạn là sẽ là những người lính tương lai có thể là đi nghĩa vụ hoặc là học đại học quân sự, hoặc là tất cả các đồng chí dân sự bên ngoài mà muốn tìm hiểu về bộ đội, thì qua đây cũng mong muốn chia sẻ các bạn. Thì mong các bạn là thấy hay thì đăng ký video cũng là chia sẻ like để ủng hộ mình, Thiếu úy TV. Bây giờ là lên quân hàm thành Trung úy TV. Mình xin cảm ơn toàn thể các bạn, chúc các bạn sức khỏe và luôn luôn bình an. Chào các bạn nhé.